Hãy cho chúng tôi biết thời tiết bên kia như thế nào rồi. Anh yên tâm, không có gì cả. Ở đây cũng sống lặng gió yên, không có phát hiện cá mập. Phía bên anh thế nào? Chủ nhân đang nhiệt liệt tiếp đãi khách. Mọi việc đều dưới sự khống chế. Ở phía anh thời tiết thế nào? Chúng tôi đang theo dõi đây. Đúng vậy, mỗi ngày bơi lội nửa tiếng đồng hồ rất có ích cho cơ thể. Đúng vậy. Số 3 hành động. Mau lên, mau lên. Tuấn cảnh rút lui ngay. Mau lên, mau lên, mau lên. Bảo vệ yêu nhân à, mau lên, mau lên, mau lên, mau lên. Mau lên, mau lên. Cẩn thận đó. Tuấn này, Tuấn này, Tuấn này, mau lên. Theo tôi. Bây giờ ai cũng tính chuyện làm ăn. Tôi cũng muốn thử coi ông nhất định phải ủng hộ tôi nha. Nặng ly đi, nặng ly đi, sao mà đúng vậy, cảm ơn. Tự nhiên đi. Bà có quen với họ à? Tôi đâu có quen đâu. Chào ông, xin hỏi ông đây là... Xin lỗi ông nha, có phải các ông đã nhìn lộn người rồi không? Tại sao các ông lại ngồi đây vậy? Hay là mời các ông ngồi chỗ khác nha. Bỏ lên, đưa ông ta lên xe đi. Không được lên xe. Just do it, I'm in charge here. Theo lời tôi mà làm, tôi xử lý công việc ở đây. Oh shit. Trong suốt quá trình diễn tập này, tôi chỉ nhìn thấy các anh tiến công mà không phòng thủ. Ngay cả phương pháp cứu người lúc cuối cùng nhất, các anh cũng tự cho mình là phải, bất chấp thủ đoạn. Tác phong của các anh như vậy có khác gì bọn sát thủ đâu. Hãy coi đi, I'm in charge here. Ông không sự lựa chọn, ông ta không thể lên xe. Anh dùng súng chỉ vào đầu ông ta, còn để cứ giải chụp hình nữa. Các anh là bảo vệ khách hay là bắt cóc khách hả? Anh có biết như vậy sẽ tạo nên dư luận và áp lực của tướng đạo đối với quốc gia hay không? Anh nói, anh có đem tất cả những gì mà tôi đã dạy cho anh nhớ trong lòng hay không? Có. Tôi nhớ được bài thứ nhất của sư trưởng đã nói với chúng tôi, là một bảo vệ viên của Trung Nam Hải. Việc quan trọng nhất là đối với bất cứ gia nào phải bảo vệ an toàn tính mạng cho đương sự. Tôi có thể chết, nhưng mà không thể có một sai lầm nào. Chánh Dương, anh phải hiểu là làm bảo vệ không thể có một sai lầm nào cả. Nhưng mà anh đã dùng một phương pháp cực kỳ nguy hiểm để chấp hành nhiệm vụ. Cho dù đã đạt được mục đích, nhưng cũng không kể là đúng được đâu.
Cảm ơn sư trưởng đã dạy dỗ. Nghe nói thủ trưởng số 1 đã sắp về phía Nam công tác, không biết con có được đi theo chuyến này hay không? Anh là chiến sĩ ưu tú nhất của chúng tôi, làm sao quên anh được chứ. Nhưng mà trước khi đi công tác ở miền Nam, anh phải đi Hồng Kông chấp hành một nhiệm vụ đã. Hồng Kông? Nhiệm vụ gì? Người ở phía trước chính là ông Tống Thế Sượng, chủ tịch của tập đoàn Đại Phong. Cả nhà ba đời của ông ta đều có sự cống hiến rất lớn cho tổ quốc. Nhiệm vụ của anh bây giờ là bảo vệ sự an toàn của bạn gái của ông ta. Năm 1994, ngày 27 tháng 5, khoảng lúc 3 giờ chiều, ở tại bãi Thanh Thủy câu lạc bộ Du Thuyền đã xảy ra một vụ án mạng. Người bị giết là một nhân viên kế toán tên là Liêu Kiến Siêu. Nghi can là ông chủ tịch của tập đoàn XQ tên là Triệu Quốc Quân. Phía cảnh sát Hồng Kông tin tưởng rằng động cơ sát nhân này có liên quan tới việc Liêm Chính Công Thư đang điều tra vụ án tham nhũng của tập đoàn này, có dính tới việc mua bán hàng tỷ đồng của tiền Hồng Kông. Người báo án trước nhất là cô Dương Thanh Nhi, 24 tuổi, giáo sư tiểu học, người đã phục kích vụ án này. Ngoài ra còn có hai nhân chứng khác đã phục kích vụ án này, đó là anh Thủy Thủy Trần Đạt Cường, 28 tuổi, và ông Hồ Dị Viên, 51 tuổi, tên là Chu Đông Minh. Hai ngày sau khi vụ án xảy ra, nhân chứng phục kích thứ hai Trần Đạt Cường, trong lúc lên lầu bằng thang máy, khi lên nhà đã bị xảy ra tai nạn ngoài ý muốn mà chết đi. Và buổi chiều cùng ngày hôm đó, nhân chứng mục kích thứ ba Chu Đông Minh cũng bị một loại thuốc nổ không rõ lai lịch làm nổ chết đi. Tối ngày 1 tháng 6, Dương Thanh Nhi trong lúc vào bồn tắm đã kịp thời phát hiện trong bồn nước có dòng điện cao thế đang lưu chuyển mà tránh khỏi tai nạn bất ngờ này. Bây giờ, Dương Thanh Nhi trở thành người mục kích và duy nhất làm chứng cho vụ án này. Mời ngồi. Cô Dương, vị này là cảnh sát quan lên tỉnh 3, hôm nay nhận diện là do ông ta chủ trì đó. Tôi đã bắt chúng nó mà. Nè, qua đây. Chuyện gì vậy? Anh đến đây coi chừng nha, tôi đi mua ngựa. Khoan đã, sẵn tay mua giùm tôi con số 8 của đồ tới nha, ăn chắc đó. Nè, chiến sĩ phi châu giỏi hơn. Nè, tin tôi đi, tin tưởng tôi là ăn chắc đó. Chứ, ai mà tin anh, tôi tin tôi hơn. Cô Dương, mời dùng trà. À, cảm ơn. Một người con gái đẹp như cô ít khi chịu ra làm người chứng lắm. Tôi chỉ làm chứng khi mà tôi thấy việc đó là đúng. Cá tính hay lắm. Cô Dương, xin nhìn người đi. Cô Dương à, tôi có một đề nghị. Tuy rằng cô là người chứng duy nhất trong vụ án này, nhưng trên luật pháp, nếu cô không nhận ra được nghi can thì cô không dính dáng nữa đâu. Luật sư Lê, ông Tông nhờ ông ta giúp tôi. Nếu mà ông sợ, ông cứ về trước đi. Nếu mà ông sợ ông về trước đi, không có ông cũng được mà. Anh đừng có. Cô Dương à, coi kìa. Là người số 2, tôi nhận ra ông ta. Cô Dương à, ở đây không phải là nước Mỹ đâu, chính nghĩa không có bán được đâu. Cô thật tình tưởng hai người chứng kia chết vì tai nạn à? Thật ra 90% là do Trịnh Quốc Dân hại đó, chỉ là không có chứng cứ thôi. Cô cũng biết hắn mà, chưa không nổi đâu. Nè, cô này có phải là cô Dương không? Sao hả? Nghe nói gần đây cô gặp nhiều rắc rối. Mọi việc đều phải cẩn thận. Cảm ơn ông, đã có ý tốt. Vậy nha, bye bye. Tôi sẽ thưa ông cố ý tập kích nhân viên cảnh sát. Nè, có phải muốn gây chuyện hay không? Tôi sẵn sàng hầu cá ông. Ông sao hả? Chơi không nổi à? Hả? Hả? Sao hả? Con nào ăn? Chiến sĩ Phi Châu. Ồ, vậy thì anh ăn nhiều tiền lắm rồi. Sao anh biểu tôi tin anh hả? Ai biểu anh không chịu tin tưởng tôi chứ. Tên của anh ta là Hứa Chánh Dương, là một bảo vệ viên của Trung Nam Hải, là tay nhà nghề lắm đó. Có tiền không mời được anh ta đâu. Vậy có anh ta thì được rồi, anh đâu cần phải trở lại. Em không có cần người bảo vệ đâu, người em cần là anh. Come on, Marcel. Ngày đầu tiên mà em đã quen anh, em cũng biết rằng anh không được rảnh rang thường mà. Bây giờ anh có nhiều hợp đồng đang chờ để mà ký đó. Một ngày 24 tiếng cũng không có đủ đâu đó. Được rồi, em không làm mất thì giờ của anh nữa. Mình chia tay đi. Alo. Alo. Nè, nè. Tệ quá đi à. Nói chia tay chứ đâu có nói là cách gì. Qua căn nhà lớn như vậy chắc là cô bé này có tiền nhiều lắm. Còn nữa, bạn trai của cô ta còn mời một tay cận vệ ở Trung Nam Hải tới bảo vệ cho cô ta đó. Vậy cũng tốt. Lúc rảnh rỗi chúng ta đưa người ta đi họp đêm chơi cho vui. Như vậy tới năm 97 chúng ta cũng nhờ giả được chút đỉnh mà. Hay à, nói chi tới 97-98 chứ. Nói chung nước sông không phạm nước giếng. Mỗi người tự bảo vệ người chứng của mình đi. Hòa tới tiếp thu trước thời hạn hả? Sếp Lương à, vì đồng chí này nói là tới tiếp quản, bảo mình đừng có sợ.
Đồng chí, khỏe không hả? Rất hân hạnh được gặp anh. Nói tiếp quả đông được rồi. Hứa Chính Dương, quốc vụ viện đơn vị cảnh vệ. Vậy anh có người hai nào tên là Hướng Dương, Triều Dương hoặc là Tam Dương gì hay không hả? Tên là ai? Cảnh quan cảnh sát Hồng Kông lên tỉnh ba, kêu tụi ba mập lên được rồi. Giấy tờ đâu? Cái gì? Xét giấy của tôi. Làm ơn. Anh làm ơn cho tôi coi của anh trước đi. Còn thiếu coi thẻ của tôi nữa nè. Chúng tôi cán bộ cao cấp nói chuyện với nhau không có sĩ chốt giống như anh đâu, tránh ra đi. Tôi muốn cho anh ta coi mà. Đi đi. Vị này là Hứa Chính Dương hả? Tôi là luật sư đại diện dòng tốt David Lê. Mời ông vào trong ngồi. Đây là 500 ngàn, ông Tống muốn tôi giao cho ông. Ông ta bảo số tiền này tùy nghi sử dụng. Ông đếm đi. Không cần đâu. Vậy ông ký nhận giùm đi. Ê, vì nhân dân mà phục vụ, tại sao lại đặc biệt như vậy chứ? Đành chịu thôi. Người ta vì nhân dân Trung Quốc vĩ đại mà phục vụ, còn chúng ta vì nhân dân thuộc địa Anh Quốc mà phục vụ. Cho nên phải đóng dấu ngoặc hải ngoại nữa mới được. Ông Hứa à, tôi về trước nha. Luật sư Lê à, ông Tống có gửi gì cho chúng tôi không hả? Có. Cái gì vậy? Ông ta nói cảm ơn ông nhiều. Làm ơn cảm ơn ông giùm tôi luôn nha. Ê, nè, làm gì kỳ vậy? Để ông thấy kỳ lắm đó. Chưa có hỏi mà đã tự cầm coi rồi. Bộ đây là nhà của anh sao? Đây là sự cần thiết trong công tác của tôi. Cô làm ơn hợp tác đi. Công tác cái gì? Tôi còn chưa biết anh là ai nữa. Tôi biết cô. Tên cô là Dương Thanh Nhi. Cao 1m65, nặng 48kg, máu thuộc ngoại ô. Sinh vào năm Tuất, thuộc sao Xử nữ. Cô coi, tôi nói có đúng không? Ok. Vậy có nghĩa là ông Tống kêu anh tới đây. Nhưng mà tôi đâu có nói là tôi chấp nhận đâu. Không phải ông Tống mời tôi, là Trung ương quỷ phái tôi tới đây thôi. Anh không ngại tôi nói thẳng chứ? Tôi rất là không có thích anh. Nhất là bộ đồ anh đang mặc ở trên người. Thì ra là công an giả đó. Đứng yên. Thân thủ cũng nhanh lắm, nhưng mà không có nhanh bằng cái súng của tôi đâu. Nè, người nhà không nha. Tôi là ba mập nè. Giỏi ghê lắm. Ây da, đã nói bao nhiêu lần rồi, đồ hộp để trong microwave sẽ bị nổ đó. Làm cháy nhà thì sao hả? Anh chị, có sao không? Cô Dương à, có sao không hả? Nè, anh làm gì vậy? Họ cũng là người bảo vệ tôi mà. Cây súng của anh cũng có đạn. Nói trời hả, súng của tôi làm sao mà không có đạn? Không phải là không có đạn, mà là không có vô đạn thôi. Hồ, còn lấy trộm đạn đi chơi phải không? Còn chỉ lấy ra để coi thôi mà. Ai ngờ lại xảy ra trận đại chiến như vậy, xin lỗi nha. Ây dạ, súng đạn không nên lấy chơi bậy bạ. Sorry. Dùng ly nước đi cô Hai. Cảm ơn chị Hảo. Không được uống. Ly nước chưa quá nghiệm, rất có thể là có độc. Bây giờ đỡ đi, cái ăn kêu uống của cô về giấc ngủ, tôi phụ trách. Cái gì cũng phải hỏi anh. Đúng. Mất gì, tôi gọi điện thoại cho James. Thôi xong rồi. Lương Kính Quang. Có. Trong nhà này bao nhiêu người vậy? Nhìn vào là thấy hết, đếm một cái là biết ngay. 1, 2, 3 người, cũng may là tôi lanh lợi đó. Đếm luôn tôi nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 người. Nè. Cảm ơn. 7 người. Cảm ơn. 8 người. Cảm ơn. 9 người. Cảm ơn. 10 người. Cảm ơn. Nè, tiền ở trên tay mấy người là tiền giải tán đó biết chưa? Đâu có sao, anh nói sao thì sao đi. Không phải do tôi mà do anh chủ sự ở đây nè. Đại ca, chừng nào có gì con lạnh vậy kêu tụi em tới vớt. Có chuyện đó sao, tôi vớt hết rồi. Đi. Đi. Đồng chí à, tại sao anh giải phóng mọi người trong nhà hết trơn vậy? Chắc là anh quen làm giải phóng quân chứ gì. Có thêm một người ở bên cạnh cô Dương, lại thêm một phần lo lắng thôi. Để tôi nói cho anh biết, tôi chỉ muốn nhắc nhở để cho nhớ ra thôi. Mà ba bá có câu nói là người nhiều thì dễ làm việc. Bây giờ tôi đang trọng cảnh cáo anh nha. Tôi là cảnh sát chuyên nghiệp, không phải hại người đánh thuê chém mướn đâu. Tôi trang trọng cảnh cáo một lần nữa. Nếu như dưới tình trạng mà không biết, tôi lấy liền. Nè anh em à, có chuyện gì thì tôi nói mà. Các anh cố gắng, bớt tới gần cô Dương đi. Anh tránh à. Nè, cái này mới đúng là tên nhà nghề đó. Thế nhà nghề cái gì, hạng bi thôi mà. Coi chú nè, 6 phát đều trúng hết coi nè. Coi nha. Bang. Ê, sao không nằm xuống hả? Súng anh đâu có đạn đâu, sao tôi té chứ.
Đây là phòng riêng của tôi, anh không có được vào. Nói với tôi mà nói, phòng của cô là nơi làm việc của tôi. Tôi đã nói không mở là không mở. Nè, ổ khóa này phải đổi. Anh hãy đi ra ngay đi, tôi gọi cảnh sát à. Nhiệm vụ của tôi đã báo cho phía cảnh sát của cậu biết rồi. Cái gì? Cô Dương, không nên đứng gần cửa sổ, rất dễ trở thành mục tiêu bị công kích. Màn phải kéo xuống. Thực ra anh muốn gì? Cửa sổ kia cũng phải gắn màn lại. Còn nữa, cái đèn này cũng phải tắt đi, để tránh tạo nên hình bóng rõ ràng. Bây giờ tôi nói cho anh biết, tôi muốn thay đồ. Khoan, anh đi ra. Tôi nói xong là đi ngay. Tôi không có thời giờ. Nè, anh mà không ra tôi sẽ thưa anh xâm phạm nhân quyền đó. Loại nước nóng này cũng rất là nguy hiểm, cũng nên đổi lại loại khác đi. Nè, bây giờ tôi phải đi tắm, làm ơn đi ra ngay. Ấy, lấy đồ của tôi đi đâu vậy? Nè, đi đâu đó? Bỏ đồ tôi xuống. Nè, đồ tắm của tôi mà. Nè. Thiệt là tức chết đi. Dùng cái này tắm đỡ trước đi. Hả? Shit. Nè, tôi cho anh một cơ hội cuối cùng. Anh cút đi. Ê, anh bảo vệ tôi hay là giám thị tôi? Hy vọng cô đừng có để tâm. Tôi muốn bảo vệ tính mạng của cô 100%. Một cơ hội lầm lẫn rất có thể có. Tôi hỏi anh nè, anh có gắn ống kính trong nhà cầu của Đặng Tử Bình hay không? Ở Trung Quốc có hơn 300 tay hậu vệ bảo vệ cho thủ trưởng, còn ở Hồng Kông chỉ có mình tôi thôi. Đã gắn xong rồi. Cô mang theo chiếc máy báo động này trên người 24/24. Có chuyện thì bấm nút nha. Tôi sẽ gọi cho James. Một mũi, ngang đầu một mũi. Hey, lợi hại chưa? Chú giỏi ghê lắm. Con người của chú cứ bị người ta hiểu lầm thôi. Chú không cần biết chú có tài năng gì, chú không cần biểu diễn cho người ta coi. Thấy chưa? Chỉ phóng một cái thôi là trúng ngay mà. Ê, cái này mới là cao thủ đó. Chị của cháu mới khen hắn thôi. Hắn đâu có gì giỏi đâu, còn dở ẹt nữa kìa. Đừng có phóng trúng ngay hồng tâm được, chỉ dính vào tường thôi. Xì. Chú coi người ta kìa, dáng đi cũng đẹp hơn chú. Đẹp 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 cái gì, cả đắt cả yêu giống như bà bầu. Vậy mà kêu đẹp. Ê, đồng chí. Đồng chí biết tôi là cháu của cô Michelle mà. Vậy công phu giá cả thế nào? 100 có đủ chưa? Không chịu, gặp loại cao cấp rồi đó. Nè, cái này được chưa? Đây là bộ sưu tập hình màu đáng giá hơn 1.000 đồng đó, đồng chí thấy sao hả? Nè, con mang lại được mà. Nè, dì chứ muốn bao nhiêu? Nè. Wow, thiệt là có phong độ. Alo. Tôi ra liền. Ấy, sao ngồi trong xe của tôi? Chính ông nhà nghề bảo vệ cô biểu tôi ngồi đó. Cô không tin hỏi ông thử đi. Cái tên rắc rối này muốn gì nữa đây? Khùng điên. Hay đúng vậy đó. Xe này ngon thiệt ha, khá chiếc xe thường nhiều đó. Bỏ hắn cái đã. Ê, nói giọt là giọt mà. Lương cảnh quan, đừng có đi đường hầm cũ, hãy đi qua bằng đường hầm mới về phía đông. Đi như vậy
được danh thần đó. Ê, uống kìa chưa? Tôi chỉ muốn quay thử một vòng lớn thôi mà. Ê. Nè, đừng có nói là tôi không nhắc nhở anh nha. Có một chiếc xe gắn máy theo dõi sau lưng của anh đó. Cẩn thận. Ba Mập, chú phải cẩn thận đó. Chiếc xe gắn máy đó đi theo chú đó. Theo tôi làm gì chứ, cô Dương đâu có trong xe của tôi đâu. Chú lái xe của anh chị đó. Sát thủ nhìn xe chứ không có nhìn người đâu. Chú rùng chưa? À, rùng cái gì chứ. Sợ cô chưa biết sợ qua kìa. Lắm. Đại ca, xe bị mất thăng bằng đó. Mất thăng bằng? Anh chưa hỏi tôi mà đã mất thăng bằng à? Tại tôi cũng đang mất thăng bằng đây. Đừng nghe đại ca. Kéo xe đi. Bắt đầu nha. 1, 2, 3 Do. 1, 2, 3 Re. Đâu cần phải lái nhanh vậy chứ. Có tụi đó mà đâu cần phải sợ. Người bảo vệ là có trách nhiệm bảo vệ cho đương sự, không phải là để xử lý tai nạn giao thông đâu. Anh làm gì có mưu gì ghê gớm lắm gì đó. Giống như trời sắp sập xuống vậy. Nói ra người ta nghe mắc cười chết thôi. Cảnh sát không bắt được kẻ trộm vẫn làm cảnh sát được. Nhưng mà người bảo vệ thì dù thất chức một lần cũng không được. 1, 2, 3 La. Lập tức tìm ông hiệu trưởng đến đây bằng việc đi. 3, C. Ông lỏng hứa hả? Ông hiệu trưởng, sự việc là thế này. Hắn làm như em là tội phạm vậy. Canh chặt em, hắn tự mình làm chủ xin nghỉ phép trong 2 tuần lễ. Em nói là muốn đi gội đầu, hắn đặt cọc ngay một cô thợ tới nhà. Em nói là muốn đi tập thể thao, hắn đem một dàn máy về. Còn nữa đó, hắn xin chị Bí liền nghỉ học ở nhà luôn. Chị hai của em về làm sao mà em ăn nói với chị? Em đừng cằn nhằn nữa mà, cho anh nói chuyện với ảnh đi. Anh bảo vệ, điện thoại. Alo. Ông Dương, lần đầu tiên tôi mới gặp được một người đối xử với mình sao như vậy. Ông Tống, tôi chỉ chấp hành nhiệm vụ thôi. Vì gì để bảo vệ sự an toàn cho cô Dương, tôi chỉ cố gắng thu hẹp phạm vi hoạt động của cô ta. Thời gian không có dài lắm, chỉ còn 1 tuần lễ nữa là ra tòa. Tôi phải có bổn phận. Ông Tổng, việc làm bảo vệ cho cô Dương không phải là dễ dàng. Nếu ông muốn tôi đi về, tôi rất là vui vẻ làm ngay. Ồ, tôi không có ý như vậy đâu. Tôi tin tưởng anh mà. Nhưng mà kể như anh giúp tôi một lần đi, chiều cô ta một chút đi. Bất luận là bảo vệ cho thủ trưởng hay là cô Dương, tôi đều cùng dùng một phương pháp. À, anh nói vậy tôi an tâm rồi. Anh làm ơn cho nói chuyện với Marcel. Cô Dương, đường dây số 1. Sao hả? Hắn có đi không? Anh đã là anh ta rồi. Anh ta biết lỗi rồi. Nè Marcel, em cũng chịu anh ta một chút đi. Nếu mà bây giờ anh ta đi về Bắc Kinh đó hả, anh ta sẽ thê thảm lắm, thưởng cấp của anh ta cho nên anh ta thất chức đó. Được rồi, em tha cho hắn. Nè, có phải là ngày mai anh sẽ về không? Không được đâu. Anh đã nói rồi lại nuốt lời. Em đừng có giận mà. Hay là như vậy đi, anh sẽ tặng cho em một món đồ nha. Em muốn cái gì đây? Nè, bộ anh chỉ biết tặng đồ để mà giải quyết vấn đề thôi đó hả? Cả nhà của em đều là quà của anh đó. À, anh có một món quà chưa tặng cho em bao giờ. Anh tặng cho em qua nhà lầu nha. Tống Thế Sườn, tôi cảnh cáo anh đừng có dùng tiền để mà lè tôi nữa. Chán lắm rồi. Sao mà rảnh quá vậy?
số năm. Ê, hey, đừng có xúc động mà, đây là lần đầu tiên anh trúng cá ngựa kể như giấc mơ đi. Từ trước đến giờ tôi đưa tiền bỏ túi hết hả? Không phải đâu. Anh đã hết tiền của tôi. Anh cũng biết hoàn cảnh của tôi mà, vừa phải trả tiền phụ cấp cho vợ là phải nuôi con nữa. Giờ túi hết là vì bác đã dĩ thôi. Anh không phải là con người mà, tiền của anh em anh cũng ăn luôn nữa. Tôi không quen anh đâu. Nếu biết vậy mua hết trơn rồi, tôi vẫn còn cần rất nhiều tiền nữa. Nếu như mua hết số tiền này thì là khỏe quá. Alo, thật hả? Hả? Ờ, được rồi, được rồi. Khi con qua tới Mỹ nhớ chọn cái trường thiệt tốt để học nha. Bên đó cũng có nhiều trường dởm lắm. Vấn đề tiền bạc con đừng có lo, ba sẽ gửi điều cho con mà. Thì nếu biết vậy tôi mua hết, đừng bỏ vào tiết kiệm. Mua con số 6 ngon lành rồi. Ông chủ, bên cạnh cô ta có một tên bảo vệ của Trung Nam Hải, chúng tôi rất khó ra tay. Anh nói cái gì vậy? Có cần tôi đích thân hay không? Ông đừng lo, chúng tôi có kế hoạch. Nói chung hai người nữa tôi phải ra tòa rồi, không muốn nhìn thấy bất cứ người chứng nào. Bé Billy, trận túc cầu quốc tế đã chơi xong. Nè, đàm con trai phải biết chơi món này mới ngon lành nè. Một chọi một giống súng thiệt vậy. Phải không? Nè, giống súng của chú chưa, tặng cháu nè. Con không đá banh nữa. Ê! Còn đi đâu nữa cô Dương? Tôi có chuyện muốn ra ngoài. Tôi đi với cô nha. Được thôi. Còn có một ngày thôi mà cô vẫn không có chờ được. Rủi ro có xảy ra chuyện gì thì tôi làm kẻ thất chức. Anh làm gì mà hung dữ vậy? Tôi ra ngoài bây giờ là vì người bạn của tôi. Cô ta bị thất tình rồi tự tử nữa đó. Không lẽ tôi thấy chết mà không cứu hay sao? Anh nói đi. Cô ăn mặc như vậy để đi cứu người ta. Cô đi dự dạ vũ sinh nhật của bạn bè thì đúng hơn. Điện thoại ở trong nhà tôi đã kiểm soát rồi. Anh nói cái gì hả? Hồng Kông này là nơi có nhân quyền đấy nha. Anh phải biết tôn trọng chuyện riêng của người ta mới được. Từ nhỏ tới lớn chưa ai can thiệp được về chuyện riêng của tôi, kể cả bạn trai của tôi. Nhưng còn có thể mặc kệ bất cứ ai, có phải không? Cô đừng tưởng có một người bạn trai có tiền là bắt ai cũng phải chiêu cô đó nghe. Đứng lại. Bạn trai của tôi có tiền đó là chuyện của anh ta. Tôi là Dương Thanh Nhi. Nếu Dương Thanh Nhi không phải là người đàn bà của người có tiền thì cô ta có được bảo vệ hay không? Anh nói cái gì? Anh đang nói cái gì? Đây là sự thật. Cô Dương à, cô xinh đẹp như vậy dĩ nhiên là chồng bạn trai có tiền rồi, chẳng lẽ ra đường lượm hay sao? Anh tránh ra đi. Tôi cảnh cáo anh, tụi này đừng có nói là tôi xinh đẹp nữa. Tôi đẹp hay không đẹp không phải là do tôi chọn được đâu. Tôi chỉ là yêu phải một người đàn ông có tiền. Tôi đâu có lỗi gì. Tại sao mọi người cứ nhìn tôi như vậy, không có tin tưởng tôi? Tôi thích đây không phải là vì anh ta có tiền. Tại sao không ai tin tôi? Cô Dương à, tôi tin cô mà. Tôi không cần mấy người tin. Mấy người nhìn cái gì?
khóc không phải là vì mấy người đâu. Cô Dương, lát nữa đây đưa cô lên tòa xong, tôi sẽ đáp thẳng chuyến xe lửa về đại lục. Cảm ơn cô đã hợp tác với tôi mấy hôm nay, có cơ hội sẽ gặp lại. Chắc là không có cơ hội gặp lại đâu. Quay quay quay, nếu còn nữa sẽ bị trễ đó. À, anh chị, đi mau đi. Nè, Billy, mình đi. Hey, anh làm gì xuất hiện như bóng ma vậy? Triệu Quốc Dân vừa mới vào bệnh viện, hắn đã xin với tòa án cho quản vụ án này lại thêm một tháng nữa đó. Jesus. Chị mà lần này chết rồi. Tôi thấy tình hình bây giờ, ít nhất phải ở lại thêm một tháng nữa. Em sắp nổ tung rồi. Tôi phải làm sao bây giờ đây? Nhất định phải thay hắn. Thay hắn đi. Nhiệm vụ tôi phải làm sao đây? Em không nghe. Em không cần biết. Em đi ra ngoài. Em muốn đi chợ. Đi đi. Đi chú khoái đi. Ở nhà mấy ngày trời, bữa nay giống như là ra khỏi tù vậy đó. Cô phải đi shopping, cô muốn mua thiệt là nhiều đồ. Cô muốn mua hình sưu tầm, cô muốn đi bắn game. Nè, mấy người làm gì vậy hả? Tôi đi mua đồ ăn cho mấy người, lại không ai chịu chờ tôi. Không sao. Nè, Billy, đi. Cổ tên anh bảo vệ cậu đó. Ê, cái túi xách này đẹp quá. Cô Dương à, chỗ này đông người quá, chúng ta không nên tới đây đâu. Tôi nghĩ là có các anh bảo vệ tôi mà. Thì đương nhiên rồi, nếu có việc gì xảy ra có hàng cảnh sát viên thượng hạng của hoàng gia bảo vệ cho cô mà, không có sao đâu. Yên tâm đi hả? Ai đó? Không phải ở phía trước đâu, ở phía trên kia kìa. Tôi sớm gặp giác đỡ trên kia thảy xuống mà. Cố ngữ gặp. Anh chị à, con đi chơi bắn game, chút nữa gặp nhau ở cửa lớn đó nha. Được rồi, cẩn thận nha. Dạ. Phải đó, tôi đi bắn game với nó, anh bảo vệ cô Dương nha. Được rồi anh ba, em lo cho. Cô Dương à, chuyến thang máy này đông người quá, hay là chúng ta chờ chuyến xa đi nha. Đứng yên. Billy à, mày đi đâu đây? Bắn chết mày. Qua, đồ giỏm thôi, súng nước mà. Shit, tao còn một cây ngon lành lắm, chưa có đem ra đâu. Thích thiệt đó. Cô Dương à, thang máy tới rồi, chúng ta vào đi. Cô Dương, hiếm khi mà chúng ta đi chung với nhau vậy ha. Một trận một, bảy trận bảy, hai trận mua 200. Không phải đâu, là một trận một, bảy trận bảy, không phải là một trận của trận bảy, là trận bảy của một đó. Nè, nghe nói rõ chưa hả? Tôi nói lại lần nữa nha. Là một trận một, bảy trận bảy. Hả? Ê, cô làm cái gì? Chú còn hỏi nữa, làm rớt cây súng ra mà không biết. Cảm ơn cháu nha, xém chút nữa đã mắng làm cháu rồi. Xó đi nha. Ý, trận đua bắt đầu rồi. Coi cho biết đi, .38 đó, súng của cảnh sát Hồng Kông. Súng thiệt hay sao? Đừng có giỡn mặt đi, súng của cảnh sát dễ lấy lắm hay sao? Ấy, nổ một cái là biết liền mà. Nè, là súng thiệt đó, cây súng có cạn đó. Nè Billy à, mày đóng kịch cũng giống lắm. Đừng có bắn nha, đừng có bắn. Nó sợ rồi kìa. Đừng có bắn. Sợ quá, đi bắn đi, tôi đâu có sợ đâu. Nè, sợ không hả? Ai vậy?
Đừng sợ. Muốn đưa cho cô ta ký tên mà cũng khó kìa. Giải quyết cho ổn ở đây, đừng gây sự ồn ào. Cố gắng đi về phía có nhiều người, tìm những người cao hơn che cho cô nghe. Ta nổ súng nha. Đừng mà đại ca, thiệt mà. Thiệt hay không thử biết liền mà. Đừng có bắn mà. Chơi được đâu, cũng may là chú có mặc áo giáp đó. Ây à,
nay con không có dám chơi nữa đâu. Xin lỗi nha. Ê, à. Vậy bây giờ phải làm sao? Chú muốn ngủ một chút. Ê, à. Cảm ơn anh. Không có gì. Sao con khóc vậy? Xin lỗi chú. Con xin lỗi không phải để cho người đàn ông nói đâu. Chú có một người bạn tên là Nhị Đông. Năm anh ta 8 tuổi, còn nhỏ hơn cô bây giờ nữa. Anh ta trong thiếu lâm tự rất được sự thương yêu của sư phụ. Mỗi lần anh ta làm điều không phải, sư phụ đều xin với chủ trì tha cho anh ta. Và mỗi lần anh ta chỉ nói con xin lỗi thôi, sẽ không còn bị phạt. Tuy là lần nào sư phụ cũng bảo anh ta sửa đổi, nhưng mà anh ta đều không nghe lời. Tại vì anh ta biết rằng dù mình phạm lỗi tày trời đi nữa, sư phụ cũng sẽ giúp cho anh ta. Cho tới một lần, anh ta chạy vào trong tàng kinh cát trời, bất cẩn đã làm cháy đi hết kinh sách. Ngọn lửa càng cháy càng lớn, anh ta không biết phải làm sao, cuối cùng chạy trốn rời khỏi thứ lâm tự. Nhưng mà trong lòng càng lúc càng thấy không vui. Trong lúc đó, ở trước mặt anh ta có hai con đường để chọn lựa. Một là bỏ luôn đi cho rồi, trốn tránh suốt cuộc đời. Hai là trở về để nhận lỗi, cho dù bị chủ trì đánh chết đi nữa cũng không một lời quan thang. Và anh ta đã chọn con đường trở về chùa Thiếu Lâm. Anh ta rất muốn nói một câu tự đáy lòng mình cùng với sư phụ, nhưng mà đáng tiếc anh ta đã không còn dịp để nói câu này nữa. Tại vì sư phụ trong lúc chữa lửa đã bị chết đi. Và từ đó về sau, Dĩ Đông không còn nói một câu xin lỗi nữa. Tôi là một cô giáo, cũng không biết cách để dạy nó như vậy. Thật ra Dĩ Đông có phải là anh không? Ông Hứa à, tôi nói xong lần này tôi không nói nữa. Tôi xin lỗi. Cái thầy ở đâu? Ở đó kìa, ở bên đó. Nè, ông à, sao ông lấy cái thầy đi vậy hả? Ông không có lấy được đâu. Đừng nha. Tiền này cho ông đó.
người làm ăn kiểu gì kỳ vậy? Cả đám người giết một con bé cũng không được. Làm cho ông chủ tôi phải giả bệnh để hoàn lại ngày xử. Vậy là sao hả? Bây giờ ông ấy không có vui đâu. Tôi muốn hỏi anh một câu. Có phải em của anh chết rồi anh không muốn làm nữa không? Ây à, đừng nói chuyện tiền với tôi nữa. Ây à, đau quá. Có bao nhiêu tiền cũng không mua nổi cái mạng của em tôi đâu. Tôi đã nhận tiền của các ông thì tôi sẽ lo ổn cho các ông. Nhớ kỹ, nếu mà tiền không chung đủ cho tôi thì ông chủ ông tôi cũng dứt gì. Vết thương rất là kỳ lạ, nhìn cho kỹ nó rất là nhỏ mà lại khiến cho người bị thương trong thời gian rất ngắn mà mất hết máu mà mất mạng. Thật ra là do vũ khí gì gây ra vậy? Họ đã bị một mũi đau có loại vũ khí đặc biệt của quân đội Trung Quốc thường dùng. Loại đau này phía trên không có ba đường rãnh nhỏ, là dùng để cho máu chảy ra. Phó viên Hoàng, cảm ơn. Không có gì. Hề giết bao nhiêu người để dành một cái thây, chuyện thì kỳ quái. Tôi nghĩ việc này chưa có xong đâu. Bây giờ tôi mới biết người bảo vệ thật sự là thế nào. Hay lắm, anh giỏi ghê lắm. Thế nào, tay có sao không? Cũng tại tôi đã sơ ý. Thực ra chuyện hôm đó thật tình tôi muốn cảm ơn anh. Khách sáo làm cái gì? Ông Triệu, xin hỏi ông có biết người này không? Ông không trả lời tôi sẽ thưa ông tội cả trở đó. Thân chủ tôi có quyền không trả lời cho các ông. Các ông đừng có hù thân chủ tôi nha. Nếu không tôi sẽ thưa các ông đó. Bộ muốn chơi tôi hả? Lớn cỡ nào mà đòi chơi tôi? Chúng ta tới cùng một chỗ. Anh biết rõ tôi càng biết rõ anh. Dương Kiến Quân. Có nhận được hình của tôi gửi đi hay không ạ? Tôi nghi ngờ hắn là một quân nhân dạy ngủ. Anh điều tra giúp cho tôi tài liệu đó. Cảm ơn. Hắn là giải phóng quân của Trung Quốc. Quân đoàn 33, lữ đoàn 17. 27 tuổi, cao 1m72. Cái thầy bị lấy đi là em trai của hắn. Đồng đội của anh làm gì cũng mau quá ha. Ăn điểm tâm đi. Có chắc là sẽ tìm được hắn hay không? Dì cô, nhất định tôi sẽ lo nó ra. Quan đã ước hết rồi. Leo cao như thế này rất là nguy hiểm. Lúc anh bảo vệ tôi còn nguy hiểm hơn. Đó là chuyện trách của tôi thôi. Anh đừng coi tôi như là một con thú nhỏ vậy. Coi tôi như là bạn được rồi. Những người làm bảo vệ bọn người nào cũng lạnh lùng vậy đó hả? Tại sao anh lại đi làm nghề này? Thật ra tôi không biết làm việc nào khác. Anh quá khiêm tốn thôi. Đúng rồi, cha mẹ của anh làm nghề gì? Anh có bao nhiêu anh chị em? Anh học hành có giỏi không? Cơ mật quốc gia. Tôi đang mua đồ dò thám cơ mật của quốc gia. Vậy là phải ở tù hả? Cẩn thận. Cảm ơn. Ôm chặt lấy tôi, từ từ leo xuống nghe. Anh đã có bạn gái chưa? Chắc là anh không muốn nói rồi. Hay là tôi làm bạn gái của anh nha. Nói chơi thôi mà, anh làm gì mà phải hồi hộp. Anh làm gì vậy? Là hắn. Sao lại như vậy? Hắn dùng sóng điện để quấy nhiễu chúng ta. Coi chừng cô Dương kia. Thank you.
lần này mày lượm lại được cái mạng thì sao tao sẽ lấy mạng mày. Wow, nặng quá. Kiếm này là kiếm gì vậy? Kiếm phòng đạn đó, loại đạn nào bắn cũng không lủng đâu. Đạn nào cũng vậy sao? Đúng vậy. Wow. Nên Cưng à, lấy cây lớn cho tôi. Hey, anh làm cho tôi cũng khẩn trương theo anh nữa. Hắn gây gớm vậy à? Tên sát thủ này đã biết rõ chúng ta. Căn nhà có bao nhiêu người, bước đi như thế nào, hắn đều biết rõ. Tôi đã có dặn thằng Cường cẩn thận theo dõi rồi. Nè, anh Băm mà, việc này đừng cho mình sao biết được nha. Để cô ta hưởng một ngày sinh nhật vui vẻ đi. Vậy chúng ta có tổ chức party cho cổ không? Cảm ơn. Đúng rồi, tôi có đặt may một cái áo cho anh. Hôm nay thì mai vừa đưa tới. Anh coi thử có thích không? Hello. Sao hả? Có cần đổi người bảo vệ nữa không? Anh chờ một chút. Anh Chánh à, có phải là anh cần phải về Bắc Kinh hay không? James nói là có thể điều một người khác xuống. Để từ từ rồi anh ta tính sao. Bye bye. Nè, nè. Good night. Ngủ ngon. Thông tri kỳ thông mối phá lưới lầu. Mối tri kỳ mối tri mối lý dầu. Mối y hồi tha kỳ hỷ y hầu. Ấy, sủi cảo này xếp ra đẹp quá ha. Nếu mà có một đóa hoa hồng nữa thì sẽ rất là hoàn mỹ. Anh chị năm nào cũng nhận được hoa hồng đó. Qua mà đã cắt xuống thì không còn sinh mạng nữa, thì có khác gì cái thema đâu à. Ê, sinh nhật người ta sao nói vậy chứ. Nè, ước điều muốn gì đi. Được rồi. Happy birthday, tặng cho cô nè. Cảm ơn. Tôi nghĩ là cô phải tặng lại tôi một canh chứ. Tặng hết cho chú cũng không có sao đâu. Anh thì bây giờ không có thích thêm ma nữa. Thêm ma chứ. Đưa bó hoa cho tôi. Để tôi đi cắm cho cô nha. Đứng yên. Có chuyện gì? Ông Tống bảo tôi đưa qua tới đây đó. Đưa qua? Của ông Tống tặng hả? Cảm ơn nha. Có làm anh sợ không hả? Ai tặng qua vậy? Thì quà cũng thấm tận đó. Nè, đưa đây. Làm người thì phải không lanh một chút. Gặp trường hợp vậy thì tự động rút lui đi. Gì chỉ tới anh chứ. Alo. Sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn quà của anh. Em có thời gian đi ăn cơm chung với anh không? Ăn cơm? Thôi đi, anh bận lắm mà. Lo chuyện làm ăn của anh đi. Anh từ Bắc Kinh đặc biệt về đây để đưa em đi ăn đó. Anh đang ở bên ngoài nè. Cái gì? Ở bên ngoài hả? Nè, đừng có gạt em đó. Không tin thì dạch màn coi đi. Hello James. Em đi thay đồ đi. Anh ngồi trong xe chờ em. Được rồi, em đi thay bộ đồ rồi xuống liền nha. Bye bye. Ông Tổng. Ông Tổng à, ông đặt chỗ ăn cơm vừa nào vậy? Ngày hôm qua. Còn có những ai biết được cô Dung sẽ ăn cơm ở đây hay không? Ngay cả tôi anh cũng không tin à.
không phải. Em nghĩ ý của anh Chánh là muốn đoán coi còn có những ai làm điều bất lợi cho em hay không. Em cũng hiểu anh ta quá hả? Mời ông Tổng, khoan uống đã. Anh làm ơn uống trước đi. Rồi, uống thật à? Đúng vậy. Uống đi. Tôi sẵn lòng. Ông Tổng, uống được rồi. Anh làm việc thật là quá cẩn thận. Anh ta chuyện gì cũng cẩn thận hết. Có thật là không có sai lầm không? Đúng vậy, chưa từng có sai lầm. Nếu mà bị sai lầm một lần thì sẽ không làm bảo vệ được nữa. Ngay cả em cũng biến thành chuyên gia rồi. Madam, thank you. Em chọn đi, em muốn ăn món gì? Không biết phải ăn món gì. Dàn món cá nha. Đếm coi lại. Michelle à? Cái gì cũng được, anh cái gì gọi đi. Học trò của em có ngoan không hả? Màu này cũng được. Em nói cái gì? Không có gì. Em muốn đi phòng vệ sinh. Anh Chánh à? Chuyện gì? Bà bị té. Giúp một tay đi. Bạn trai của cô thật là có phong độ. Thank you. Ý, anh Tì đâu? Bộ anh Tì nổi giận bỏ đi rồi à? Billy, con nói bậy gì đó? Không có, con đâu có nói gì đâu. Billy vừa mới tới thôi mà. Michelle à, tối nay anh có chuyến bay về Bắc Kinh. Anh không đưa em về được. Không sao đâu. Tuần sau anh mới trở về thăm em. Ok. Ông Chánh, tuần sau ra tòa xong coi như trách nhiệm công đã hoàn thành. Cảm ơn ông đã chăm sóc cho Michelle. Không có gì, đó là chức trách của tôi.
anh đi đâu đây? Chiếc máy kiểm soát đã bị hư, tôi phải xem xét lại mới được. Tặng anh nè. Cảm ơn. Để tôi đeo vô cho. Đây là cái đồng hồ tự động, từ nay anh không cần phải lên dây mỗi ngày nữa. Ha, thiệt là vừa đó. Cảm ơn cô. À, ngủ ngon. Ngủ ngon. Anh Chánh à, không biết có cái gì có thể khiến anh ở lại Hồng Kông không? Tôi nghĩ chắc không đâu. Tôi cũng nghĩ vậy. Tôi ngủ sớm đi. Ngủ ngon. Mong mong trong phong trong xiêu điệu phân hương phố tin hùng. Phải hoa lối sâm trong yết tin tin tê thông. Trường hầu điệu quay cá khơ mô thông. Hồng trần tuyệt yên khôi tê ngầm dung. Lầu lòng trôi trắng khắc xíu liều hồ hồi cốt kinh hùng. Yêu yêu như cắm lễ sân biên dầu tiên tùng. Đội duyên buồn xó châu chi dây. Mù tình lùng tâm lễ trôi phong. Chị đừng không hay sao hả? Nè. Xin lỗi anh, tôi bất cẩn đụng phải cái nút này. Không có gì. Tôi có điều muốn nói với anh, nhưng mà thật khó mở lời. I love you. Anh thấy tôi quá bạo dạn chứ không? Không phải. Tôi cũng không phải là ý như vậy. Không ngờ anh ăn được nhiều vậy hả? Không đâu, tôi đói bụng mà. Không phải đói bụng, mà là anh có tâm sự thôi. Thì cũng giống như tôi nè, có tâm sự là hút thuốc nhiều. Anh có tâm sự nữa. Nợ nần con cái thôi mà. Thằng con của tôi muốn đi Mỹ học để lấy lệ với bạn bè của nó. Còn tôi thì ngay cả cái quần lót cũng phải đem cả mấy đủ tiền mua giấy máy bay cho nó được. Ngay cả tiền mua cá ngựa của người bạn thân tôi cũng bỏ vào luôn. Vậy mà cũng không đủ. Nè, nghe nói bên Đại Lục có nhiều đường để làm ăn lắm hả? Có dịp nhớ chiếu cố tôi nha. Anh cũng muốn làm cảnh sát. Ê, lãnh được bao nhiêu chứ đâu có đủ đâu vào đâu. Vậy tại sao hồi xưa chọn nghề này? Lúc trẻ ham được quay đó mà, tưởng giá cây súng mới là quay lắm. Thật ra tôi cũng đã từng quay qua rồi. Có một lần tiệm vàng nọ bị người ta ăn cướp, một mình tôi đã lấy cây súng bắt được mấy người luôn. Cả báo cảnh sát gọi tôi là ba thiên tài đó. Lúc đó anh rất là tự hào chứ gì.
Đương nhiên rồi, tự hào lắm chứ. Cũng giống như anh bây giờ vậy, cô nét lắm. Bà xã của tôi cũng vì vậy mà cua tôi về đó. Bà cũng đẹp lắm cho anh coi nè. Nè, đẹp ghê chưa? Nhất định có nhiều người đeo đuổi. Phải đó. Nhưng mà tôi biết bà vẫn còn thương tôi. Cũng là tại tôi tệ thôi. Suốt cả đời này tôi không có chịu quan tâm tới bà. Chúng tôi kết hôn là 9 năm rồi. Sinh nhật của bà ta ngày nào tôi cũng không nhớ. Bà sanh con tôi cũng không có ở bên cạnh. Ê, có một lần bà nói với tôi là có một ông thương gia rất có tiền, muốn mua căn phố của bà và cô bà. Tôi cứ tưởng là bà dọa tôi cho nên lớn tiếng với bà. Tôi nói là: anh biết anh không hợp với em đâu. Làm nghề như anh đã hôm nay không biết ngày mai chết hồi nào nữa. Em cứ một mình suy nghĩ đi, anh không ăn nhầm gì đâu. Nói tầm bậy tầm bạ, không câu nào nghe được cả. Tôi nghĩ đàn bà muốn được người ta chịu chuộng thôi. Anh nói câu này nghe được đó. Nhưng tôi cũng đâu có tệ lắm, học giống như anh vậy, giả vờ lạnh lùng. Cái miệng không bao giờ chịu nói ngọt ngào, còn cái tâm thì đau khổ. Ê ông em à, đừng có nói là tôi không nhắc nhở đó nha. Qua khỏi tôi châu rồi là không có tàu để đáp nữa đâu. Công phu giỏi cũng vô ích thôi. Chuyện tình cảm đã tới rồi, có công phu giỏi cũng không có đỡ được. Đàn ông nào cũng cứng cỏi cả, nhưng chỉ có chết thôi. Có câu là anh hùng không qua khỏi mỹ nhân mà. Nhưng anh thì ngon rồi, có chết cũng đáng mà. Cô ta được lắm, không những là hạng nhất mà còn có thể tuyển được hoa hậu quốc tế nữa kìa. Ê, thừa lúc ít người chịu cổ một chút đi. Tôi cho anh cơ hội đó, có gì gọi tôi. Anh không lên tiếng kể như là anh chịu rồi. Tôi bảo vệ người ta, không thể để phân tâm. Công tác là công tác, không có chuyện tình cảm cá nhân được. Bộ bảo vệ không phải là người sao? Đừng có chống chổi nữa mà, chống chổi tiếp tục như vậy làm khổ mình thôi. Hả? Ê giờ, coi kìa. Thấy chưa, cổ đang gọi anh đó. Thấy chưa hả? Không có gì đâu, máy của tôi bị trục trặc thôi. Máy bị trục trặc là chuyện nhỏ thôi. Con gái người đẹp mà bơi ra biển bắt lại không được mới là chuyện lớn đó, người nem à. Sao chứ? Anh là người bắn súng nhanh nhất mà tôi đã gặp. Đáng tiếc, anh đã bắn hết đạn rồi. Thank you.
có ít tiền nè. Ngày mai anh mua giùm tôi con số 8 ngựa Phi Châu. Lần này tôi cũng gặp anh, bỏ tiền của anh vào túi cả. Bàn này tôi thua chắc rồi. Giúp cho thằng con của anh, có ít thằng là giúp hội đua ngựa. Tôi nhất định sẽ trả lại cho anh. Tôi sẽ trả anh. Anh Cường à, cô Dương, cô đẹp, cô đẹp lắm là. Cô có thể ký cho tôi một chữ ký không? Cửa sổ không kiếm phòng đạn, chỉ cần tia lửa nhỏ chúng ta có thể chết ở đây. Quả nhiên là ngươi có chuẩn bị từ trước. Thật tình là ngươi không có sợ chết hả? Công tác của tôi thì cái chết là cái mà tôi phải đối diện. Đừng có hù ta. Ta đã từng là chiến sĩ, tính mạng này cũng do lượm vậy đó. Các anh em, chúng ta cùng nổ súng bắn chết hắn đi, có được không? Các người sẽ chết hả? Người anh em của tôi không sẽ chết đâu. Bởi vì tôi cũng không sẽ chết. Chỉ có người con anh em sao? Ta cũng có vậy. Em trai của ta bị hắn bắn chết đó, Hứa Chánh Dương. Người muốn cùng chết chung hết à? Được, chúng ta cùng đi gặp em trai của ta đi. Cường à, ngồi vững nha. Ta là một quân nhân, trời sinh ra để tấn công và giết chết kẻ địch. Ngươi là một người bảo vệ giỏi, chỉ biết phòng thủ mà thôi. Nhưng mà hôm nay chỉ có một người trong chúng ta rời khỏi nơi đây. Anh
Sao mùi gan nồng quá vậy?
Michelle, Michelle, hãy thả bạn gái của tôi ra. Ông chủ của anh cho anh bao nhiêu tiền thì tôi sẽ cho anh gấp đôi mà. Ngươi có tiền là ngon lắm à? Tránh qua một bên đi, đi qua một bên đi. Bây giờ biết sợ à? Hắn kìa, chính hắn đã bắn 7 viên vào người của em trai tôi. Bây giờ tôi cũng bắn 7 viên đạn vào người cô ta, cho hắn bị thất chức. Chỉ cần anh không giết cổ, bất cứ giá nào tôi cũng chịu mà. Tôi nhất định là phải bắn rồi. Nhưng mà ông có thiếu gì tiền, ông có thể mướn người chịu đựng đạn giùm cô ta mà. Tại sao các người không ai dám lên đây đỡ đạn hết vậy hả? Hả? Nè, các người sợ chết à? Hả? Người giỏi lắm, có dũng khí hả? Michelle, tôi cũng không sợ sao? Hả? Anh Chánh, còn chở chưa xong đâu. Anh Chánh hả? Anh Chánh, còn sáu gì nữa đó? Đừng mà. Kiến Quốc, anh tìm người tới làm bạn với em đây. Chú Ba, chú có sao hay không? Chú Ba mệt, chú Ba mệt. Anh Chánh, anh Chánh, anh Chánh à, anh Chánh. Đây là súng con Chánh Dương, xin ông kiểm nhận. James, mau đi, mau đi. Ông Tổng, tôi dám ra đỡ đạn là vì tôi đã qua rất nhiều sự quyết liệt nghiêm khắc. Lúc đó ông tránh đạn chỉ là một phản ứng bình thường của con người ta. Bởi vậy, ông không cần phải thấy ân hận đâu. Đây là của đồng chí Chánh, giao cho anh Lương Tĩnh Bà. Em chỉ muốn gặp anh ta một lần. Đàn bà cũng cần nhiều thời gian ở bên cạnh họ thì mới được. Với tình huống tôi không nói ra thì không có ai biết được. Anh hãy lấy số tiền này nuôi con anh học đi. Cái tên tiểu tử này sao cho tôi nhiều tiền vậy? Anh Chánh hả? Anh Chánh? Nè, không qua được đâu. Anh Chánh hả? Anh Chánh? Tôi có giấy phép đi. Ông qua một mình đi. Các người làm ơn giúp cho, làm ơn đi mà, hãy thông cảm cho chúng tôi một lần thôi, ông à. Anh Chánh, anh đi rồi,
Anh để cái này lại cho cô nè.